Em là người phụ nữ duy nhất trong số những người anh đã từng yêu, quỷ sứ. Sứ à, từ lúc yêu nhau, nó luôn bỏ hình sứ trong ví. Hình sứ à, để làm gì thế nó? Để mỗi khi gặp khó khăn, xui xẻo thì nó lại lấy hình sứ ra ngắm. Hi, vậy à, phải lúc đó nó nghĩ gì? Lúc đó nó nghĩ, mình có một con bồ chua ngoa đánh đá thế còn chịu đựng được. Thì chuyện gì mà mình không chịu đựng được chứ? Bà giết mày! Cháu lên bà, cháu đi mau sao? Cô thương cháu vì cháu to nhất trường. To nhất trường mà lại ngu nhất lớp. Cháu ngu nhất lớp nhưng cháu to nhất trường. Mòn đã yêu một người, đang yêu và mãi mãi yêu. Người ấy không đẹp nhưng cực kỳ cô ta. Người ấy không hiền nhưng lại luôn tốt bụng. Nếu người ấy chết thì Mon cũng không sống nổi. Và Mon luôn muốn nói rằng Mon yêu Mon nhất trên đời. Thưa thầy. Hả? Thầy cho em hỏi What là cái gì ạ? Ừ, đúng rồi đó, What là cái gì đó. Thầy nói sao? What là cái gì ạ? Ừ thì What là cái gì? Rốt cuộc What là cái gì? Câu đùa với tôi à? What là cái gì chứ còn cái gì nữa hả? Trời ơi, What là cái gì mà thầy ngồi đó thầy nữa à? Hình này, trên Facebook đang tràn lan các status nhảm câu like. Nào là like điểm nhận, like như thấy đáng thương. Dạ, hôm nay nó đang nghĩ ra một cách câu like rất tốt. Đó là, hãy like nếu bạn không muốn like. Chuyện tình yêu của cậu dạo này thế nào rồi? Chúng ta chia tay hơn một tháng rồi. Từ lúc chia tay đến giờ, anh ấy rượu chè bê tha lắm cậu à. Thằng đó ăn mừng lâu vậy à? Nó đang đi trên đường, gặp một ông người nước ngoài. Đợi mờ thằng Tây. What's your name? My name is No. Mẹ thằng No. Rồi, ra đây nấu cái này nè. Đợi xíu, đang đánh răng. Xong rồi, có gì nữa đi. À, không có gì. Hồi nãy cái bàn chải rất vô toilet á. Đã làm thành đàn ông thì không những phải có chỗ đứng mà còn phải cứng chỗ đó. Đừng có đập vào đâu. Để yên, tao đang chơi điện tử. Đừng để tao phải đứng dậy. Đợi mày xuống lối rồi con ạ. Ơ, bố à? Nợ, hãy cho thầy ví dụ về di truyền nhà môi trường. Còn giống cha là di truyền. Chính xác. Còn giống hàng xóm là do môi trường. Hả? Tuyệt chơi. Hôm nay sinh nhật mày được bố tặng cái gì thế? Các chú có thấy con ấy khác những ngoài kia không? Wow, what? Anh được tặng đôi dép có màu y như thế nhé. No, em hãy đặt một câu ví dụ về nghệ thuật nói lái xem nào. Dạ, nửa chữ là thầy mà nửa chữ cũng là thầy à? Hả? Mon, cho mình cái quần đi. Mày đã thấy tao cởi chuồng từ tầm 1 đến giờ hả? Su ơi, I love you. I love you too. Cuộc đời thật lắm tai ương, cớ sao anh lại dễ thương thế này? Cuộc đời thật lắm yếu le, cớ sao em lại cù tè thế này? Cuộc đời đau khổ triệt miên, đi đâu cũng gặp lũ điên thế này. I
lái xe ơi, anh về đâu đây? Anh về miền Tây. Cho em đi á. Lên cabin. Còn mama em nữa. Xuống tù. Còn chồng em nữa. Xuống xe. Nhiều lúc đi xe ngoài đường rất muốn thả hồn theo mây, nhưng lại sợ rằng bay theo gió. Anh ơi, cho em ly trà đá. Cho anh không đường. Có liền. Anh cho em ly lớp tông không đá. Ra ngay đây. Anh cho em một ly sinh tố thanh long không hạt. Mày vẫn chưa chết hả trai anh? Mày nói linh tinh gì đấy? Có biết như vậy là đen đủi lắm không? Nè, lần sau nhất định tao sẽ sửa. Hôm sau. Ô, mày vẫn còn sống hả trai anh? Cái đẹp. Nhờ ơi, má sư đau quá. Sao, hết đau chưa? Rồi, nhưng cổ xưa lại đau. Còn đau nữa không xưa? Hết rồi. Ơi chàng trai có đôi môi thần kỳ, cháu có thể chữa được bệnh đau đít không? À được. Chú La Bi ơi, có chuyện gì thế hả xe cô? Nhà chú có cái khuôn bia không cho bố cháu mượn nè? Có chứ cháu, cháu cứ về trước bà bố lát nữa chú mang sang. Cái đẹp. Nôi, lấy cho bố viên thuốc ngủ. Vâng, bố đợi con chút xíu ạ. Nhanh lên, không tao ngủ mất giờ. Tao chán cảnh nghèo thế này lắm rồi. Giờ tao sẽ tìm cách đi cướp ngân hàng. Trước tiên phải mua một khẩu súng. Nhưng lấy tiền đâu ra mà mua? Đồ ngu, thì bây giờ đi cướp ngân hàng mới có tiền chứ. Ừ, thế mà thằng đéo nghĩ rằng hai chú nguy hiểm quá. Nô, ngủ chưa con? Dạ rồi. Ngủ rồi sao còn trả lời? Nô, ngủ chưa con? Đồ thứ con mất dạy. Mẹ hỏi mà không trả lời hả? Trước đây tóc của bé Nô rất khô và sơ rối, nhưng từ khi bé sử dụng Downy một lần xả thì bé đã không còn dấu hiệu của tóc. Hạnh phúc là khi có một người hiểu mình, có một người yêu mình, có một người làm mình vui. Và quan trọng nhất là đừng để ba em đấy gặp nhau. Hôm qua đi chơi, gặp người ấy, mặt đối mặt nhìn nhau, cứ như vậy, rất lâu, mà đéo xong được tiền. Này xe cô, con mèo này nói được tiếng người đó, mày tin không? Xạo. Nghe nè, ê mèo, cái mặt thằng xe tròn hay méo? Méo. Cái đẹp. Anh yêu, khi em thất nghiệp, anh đã ở bên em. Khi nhà em cháy, anh cũng ở bên em. Bây giờ em đang bẩn, anh cũng ở cạnh em. Anh có biết em đang nghĩ gì không? Ở gần anh, em xui thấy mẹ luôn. Em làm không? Anh qua đón đi chơi nhé. Anh đi ô tô đó cưng. Mà khu nhà em tới nào đổ được không? Anh cứ đến, đứng ngoài đầu ngõ, lấy điện thoại nhá máy là em ra ngay.
em lo nhanh nhé. Đố lâu là xe đi mất, lại phải chờ 15-20 phút nữa đấy. Sao lại phải chờ chứ? Anh nói gì mà khó hiểu thế? Ờ thì đi ô tô biết ai mà chờ mình. Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Say oh yeah, say oh yeah. Mona, con bị thế này lâu chưa? Không lo mà suốt ngày sơn với trả thùng antipin. Ba mẹ thì biết cái gì? Xếp tùng là vô đối. Sky mua năm. Mày coi trọng nó hơn cả bố mày hả? Tình yêu mà thiếu tình nhục thì khác nào tình đồng chí. Cuối cùng mình cũng đã đến nơi. Hey, Nobita, mỗi ngày em đều đi đúng giờ, sao hôm nay đi trễ vậy? Dạ, sáng nay có hai chị hàng xóm cái lộn nè. Hàng xóm cái lộn thì mắc mớ gì em phải đi trễ? Dạ, một chị đòi lột áo chị kia, nên em cứ chờ mãi để xem ạ. Sáng. Chiều nay anh có bận gì không? Bận đi chơi rồi. Với ai? Với cô gái đẹp nhất trái đất. Chiều hôm đó. Hello. Anh làm gì ở đây thế? Thì anh đã bảo anh đi chơi với cô gái đẹp nhất trái đất rồi mà. Anh làm em ngại quá. À, thế chị em có ở nhà không? Mình đã làm gì sai chứ? Anh thấy em nấu cơm hôm nay có ngon không? Đầy sức sống. Anh nói thật chứ? Ừ, em sống. Cơm sống, thịt sống, cá sống, rau luộc cũng sống. Đẹp. Mình chết rồi ba. Sáng nọ, Mon gặp một đám cưới. Đám cưới ai thế? I don't know. Ừ, vui nhỉ. Buổi chiều, Mon lại gặp một đám ma. Đám ma ai thế? I don't know. Nghĩ cũng tội nghiệp cái thằng I don't know. Sáng nay mới cưới, mà chiều ra đã chết rồi. Nobita đâu con? Đang học trên gác mẹ ơi. Hả? Nô ơi, con đừng làm bố mẹ sợ. Chết rồi. Mọi hôm giờ này nó vẫn đang online Facebook mà. Thật là không thể tin được. It's been a long day. Hôm qua con ngồi ta mặc váy, bị gió thổi tóc lên. Chắc nó đỏ mặt lắm hả? Mày nghĩ lúc đó tao còn tâm trạng mà nhìn mặt nó hả? Tối thứ bảy lại tới rồi. Nhìn vào nó phóng xe ngoài đường ôm nhau, ấm áp kinh khủng. Thèm thế. Ước gì mình cũng có cái xe nhỉ? Sau nhiều năm nghiên cứu, tôi đã nghiệm ra một điều. Người thông minh là người luôn biết nghi ngờ. Còn người ngu dốt luôn cho rằng chắc chắn. Thầy chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Anh đẹp trai ga lăng quá à. Làm gì có, anh bình thường mà. Ôi, anh lại còn khiêm tốn nữa chứ. Em nói quá lên rồi. Mới tội anh nhớ bị dụ quá. Đã thế ngu còn tỏ ra nguy hiểm nữa.
Mỗi khi thầy hỏi xong thì các em trả lời đồng thanh nhé. Theo các em, 1 cộng 1 bằng mấy? Đồng thanh. Này, đang học có muốn ăn mì gói không? Dạ, muốn quá chứ ạ. Vậy thì tốt, xuống bếp làm cho bố một gói luôn. À được. Anh em không đẹp, anh có lấy người mẫu đâu. Em không xinh mấy, anh có lấy hoa hậu đâu. Em nấu ăn cũng không ngon, anh có lấy đầu bếp đâu. Em không dịu dàng, anh có lấy thục nữ đâu. Trời, sao anh rộng lượng quá vậy? Vì anh có lấy em đâu. Đẹp. Này anh đừng anh hiếp em nhé. Tất nhiên rồi, vợ chồng ai lại làm thế. Anh hứa đi. Ừ thì hứa. Anh hứa lại đi. Anh hứa mà. Đàn ông các anh hay phụ bạc lắm. Anh phải hứa một lần nữa tôi mới. Thì tao là bảo tao hứa là làm rồi mà. Còn lời thôi nha, tao đấm cho về mồm bây giờ. Chỉ tay lên trời. Yêu em vô đối. Úp mặt xuống gối. Nói dối ngại nghe. Tại sao những người sản xuất bánh kẹo là phải đeo khẩu trang? À, chắc để họ khó ăn nhụng. Giờ tao đã biết tại sao mày đeo khẩu trang khi ăn trùng heo rồi. Em xinh quá, em tên gì vậy? Em tên là gái ạ. Đây là số điện thoại của anh, khi rảnh em gọi nha. Vâng. Thôi, con có điện thoại này. Alo, hola, em đó hả? Ai gọi mà nghe giọng lạ vậy con? Gái gọi mẹ ạ. Hả? Mới tí tuổi đầu mà đã học đời. Alo. Ủa à? Alo đây, nhậu không? Ok mày, ở đâu? Đâu cũng được, không quan trọng. Ok, thế mấy giờ? Mấy giờ cũng được, không quan trọng. Ok, thế nha. Đói thì phải ăn, khát thì phải uống. Các nhà khoa học gọi đó là định luật bảo toàn tính mạng. Em thích ăn rau muống không? Chuyển chủ đề đi anh. Thế em thích ăn rau dền không? Đừng có nói chuyện rau nữa, nói chuyện khác đi. Thế em thích ăn thịt lợn không? Không nói chuyện đồ ăn nữa. Thế mình nói chuyện với em nhé. Dạ. Thế em thích ăn rau dền không? Hãy cấm mồm lại cho bà mày nha. Tao thấy con xù đang cặp với một gã to béo đó. Biết rồi, tao đang chờ đây. Mày chờ gì? Xong tập cho nó một trận đi. Thì chờ đến khi cô ta cặp với thằng nhỏ hơn. Dân tộc ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo. Ủa, cuộc tệ ra đâu mất tiêu rồi ta? Che già mang mọc. Rồi cũng sẽ đến lúc thầy của các trò qua đời. Khi đó các trò sẽ giết gì lên mộ của thầy mình? Thì ra mày nằm ở đây đúng là cái đồ khỉ gió chết bầm. Anh tên gì? Cô Trọng Lô. Anh ở đâu? Ở với ba mẹ tôi. Thế ba mẹ anh ở đâu? Ở với tôi. Thế ba mẹ anh với anh ở đâu? Chúng tôi ở với nhau.
Vậy nhà anh ở đâu? Kế bên nhà hàng xóm tôi. Vậy nhà hàng xóm anh ở đâu? Ở kế bên nhà tôi. Đệt, sao cái gì cũng đổ cho ta thế? Áo mới của mẹ đẹp thế. Chắc là bố mua tặng chứ gì. Thế mà mẹ cứ chê bố không quan tâm. Xin lỗi tình yêu đi con trai. Đợi bố mày thì đến mày còn không có nữa là áo. Hello, mày học tiếng Anh ở trường nữa không? Cho tao hỏi khoai lang nói sao mày? Mày dốt thế, cái từ đơn giản thế mà cũng hỏi tao. Thế tao hỏi mày, khoai tây nói sao? Ừ, thì khoai tây nói là potato. Nhưng tao đang hỏi khoai lang mà. Mày ngu thế Doraemon. Khoai tây là potato. Thì khoai lang là polanto, chứ còn sao nữa hả? Bố ơi, loài nào là chúa tể muôn loài? Sư tử là chúa tể muôn loài. À, cho tới khi mẹ con xuất hiện. Thà đi nhanh mà tông thằng khác, còn hơn từ từ không mát mà để thằng khác nó tông. Người sống ở miền biển thì có cá tính, còn người miền núi là thú tính. Vậy suy ra đồng bằng là đồng tính. Tình yêu là thứ không đổi được, cái có thể đổi chính là người yêu. Và chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Hỏi Xoáy Đáp Xoay. Như thường lệ, đồng hành cùng tôi MC Trần Móm là vị khách mời không thể thiếu, giáo sư Cụ Trọng C. Và chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên của vị khách có tên là NT ở địa chỉ cạp đất mà ăn a@yahoo.com hỏi: một em mặc váy cộng một em mặc váy là bao nhiêu em mặc váy? Tôi xin trả lời luôn, 3 em mặc váy. Vâng, có vẻ như bạn T đã biết trước câu trả lời của giáo sư, nên ở câu hỏi thứ hai bạn ấy có hỏi là: ba của giáo sư mặc váy lâu chưa? Tình yêu là biển, học sinh là thuyền, phụ huynh không có quyền cấm thuyền đi ra biển. Ê cu, sao mày phải vô đây? Vì tao bỏ rơi người yêu tao. Sặc
thế mà cũng phải ngồi tù á? Từ trên tầng 10 xuống. Tại sao có bà phù thủy mà không có ông phù thủy? Không có người đàn ông nào độc ác hơn đàn bà. Tại sao có mỹ nhân kế mà không có nam nhân kế? Họ không gian xảo như phụ nữ được. Tại sao có ông già Noel mà không có bà Noel? Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà. Tại sao gọi là phụ nữ mà lại không có phụ nam? Vì con gái chỉ là phụ thôi. Đúng. Ê tao mập, tao đập dập chim. Nico chải tóc bên bờ suối. Ai đối lại được câu này tôi cho 10 điểm. Thầy cho câu đối khó quá. Nico làm gì có tóc mà chải. Hiệp sĩ mù đám đứa nhìn Nico. Tôi là bố cái đẹp đây. Ai cần gặp bác làm việc quá gì? Cho tôi gặp bé đẹp ngay. Mày là thằng nào mà bố lão thế? Từ nay cấm bên mảng này gần có tao nghe chưa? Tốt quá. Đẹp vừa có bầu với cháu. Từ nay cháu xin nghe lời bác ạ. Người xưa có câu: củi tre dễ nấu, trồng xấu dễ xài. Sao đợi hoài chẳng thấy ai xài mình vậy ta? Như ta đã biết, con gái ăn rất từ tốn. Và từ tốn ở đây có nghĩa là ăn từ từ, nhưng rất tốn. Trăm năm kiều vẫn là kiều, mòn sao nguy hiểm được nhiều hơn nô. Cho anh nắm tay em một cái nhé. Cho anh ôm em một cái nhé. Cho anh hôn em một cái nhé. Này, cô bị câm à? Sao tôi hỏi mà không trả lời? Thế con này có bị sao không? Sao chỉ thấy nói mà không thể làm? À được. Hello, tao với mày chơi trò tìm từ trái nghĩa đi. Ok, chơi luôn, đang buồn đây. Bắt đầu. Đen. Không đen. Không đúng. Đúng. Im lặng. Không im lặng. Mày sợ tao không? Tao không sợ mày. Này thì không sợ. It's been a long day. Em có thích anh không? Không. Thôi, anh về đây. Bình tĩnh là đầu ngốc. Sao anh không hỏi là em có yêu anh không? Dạ. Em có yêu anh không? Không. Này anh kia, anh tên là gì? Là anh Bảo. Anh vừa nói gì thế? Tôi hỏi anh tên là gì? Là anh Bảo. Anh nhớ mặt với tôi à? Đem ngay chứng minh lên đây. Thưa thầy đây. À được. Mình ngu, nhưng có nhiều kẻ ngu hơn, cho nên được gọi thông minh hơn người.
Em sinh đâu bởi nụ cười, em sinh là bởi nhiều người xấu hơn.